Rồi, chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho dê ăn nha. Đã xay cỏ rồi, để cho nó ăn. Rồi, bỏ ít bên bên này đi. Nè, bớt trên cái máng đây. Rồi. Ui, trên mang đây này nha, mang đây này, để nó không dậm lên. Đây bỏ ít, rồi xay cỏ rất là mịn luôn này, ăn, đấy, rồi ăn đây. Rồi, cho một ít ở trong cái thao này để tí nữa ăn. Rồi tiếp theo cho cái dê bên này ăn. Hút nhau này. Để xay cỏ đây rất là nhuyễn luôn. Xay bằng máy. Anh em nuôi nuôi dê hay là nuôi bò nên trồng cỏ nha. Trồng cỏ xay cho nó ăn. Đây mình cắt một ít. Ăn cả ngày mấy con. Ô mồm vào đây đi. Đi lại kẹp tới. Hôm trước thiếu cỏ quá. Ốm. Bị ốm nhôm. Nên là có cỏ rồi. Đang trồng cỏ trên kia nữa. Wow. Cho dê này ăn đây. Đây. Đó. Cái này thì bỏ máng lên trên này, treo lên đây. Đấy, treo lên. Nó không bị rớt xuống. Rồi bỏ xuống dưới là bọn này nó dậm chân lên đấy rồi ỉa đái lung tung trên đấy rồi. Đấy, ở đây có mà không ăn. Cứ tanh ăn ở đây. Hút nhau này để có mà không ăn. Đây còn dê để con ấy nhốt chung một chỗ luôn. Ăn rất là sạch sẽ nè, bỏ trong cái thau này, rồi ở đây bỏ trên này nó không có dậm vào đấy được, cũng rất xuống đất, treo lên cái máng cho lợn, cái này là máng cho lợn, người ta hàn lại chắc chắn luôn nhé, làm cái bằng cái máy xe cũ, đấy ăn rất là sạch sẽ.
xay cỏ xong cho nó ăn luôn. Bên kia thì ăn bằng thau mà mình bó đấy cho ăn đấy, một tốp ăn bên đây. Đấy, con nhỏ này nó được qua đây này. Bé bé còn nó không ăn nữa. Bữa thiếu cỏ nhìn nó ốm, giờ có cỏ rồi cho ăn bù lại. Bây giờ toàn ăn cỏ với ăn keo không à, để cỏ đầy vứt đây chưa dọn. Anh em khác người ta trồng cả, người ta trồng cỏ mấy héc, người ta nuôi mấy trăm con đây, nuôi mấy con để bán được thì bán, bán được thịt thôi, không có kinh doanh gì, nuôi để thịt, nhà thịt, hoặc là anh em nào có mua thì bán lại thôi. Đây là con dê dê đực. Anh này là suốt ngày đi hút người ta thôi, ăn rất là ngon luôn. Cái cỏ thì non với lại xay bằng máy nữa ăn, còn không là mình chặt cho nó bỏ hết, lên bỏ hết rất là đáng phí rồi. Đây là hôm bữa mình không có thời gian vứt đấy cho nó ăn, cho nó ăn nhân máng kìa. Con nhỏ kia không biết là sao lại leo lên trên đấy, thì sợ không biết. Bọn này là ăn đã lắm, chắc phải hôm nữa mới đã cân được. Do cỏ mình mới trồng đợt vừa rồi, bây giờ mới bắt đầu mới thu hoạch đợt vừa rồi, thiếu ăn, thức ăn ít. Cái máng đây là tuyệt vời luôn, nếu mà nuôi heo là máng này tuyệt vời luôn này. Nhưng mà mình phải treo lên chứ, bỏ dưới là nó dậm chân đồ này nọ, nó đái trong đấy, thức ăn nó không ăn nữa. Cái bọn dê là cũng vậy, mà bò cũng vậy, heo cũng vậy, nó dậm lên đấy thì nó không ăn nữa. Hai con kia, đây là hai con, là một con một con mẹ, ăn chung trong cái thau đấy. Nó chưa bỏ cái chân vào đấy đâu, tí nữa nó bỏ ở đấy là nó không ăn nữa. Mấy anh này thì ăn thì có chỗ rồi, có chỗ để mà ăn, người ta để như thế, người ta hàn mấy cái chỗ lỗ lỗ đấy để nó cho cái mồm nó vào đấy để ăn đấy. Mà còn tranh nhau húc nhau nữa, treo lên đấy thì kệ nó này, bỏ dưới đất bắt đầu nó nghịch chết. Ui dồi, con này nhìn cái mây quay. Con này là con đực này, đợt rồi là thức ăn cũng thiếu nữa, nó nhìn nó ốm. Giờ anh tiến hành nuôi cỏ rồi, cho nó ăn cỏ rồi. Cái dây đấy chắc chưa được, chắc phải làm lại cái dây đó này, nó bị nghiêng này. Thế đấy, thế chưa chui vào đấy. Đấy, nó cứ chui vào đấy kìa. Bỏ giữa này nó chui vào đây quá, có hai bên. Cái đàn nhà nó thôi. Chào anh em nhé, hôm nay mình chỉ quay cho anh em xem mình cho dê ăn thôi. Sáng cho dê ăn, đi làm quay quanh công việc thế thôi. Đó, mấy anh kia kìa, bắt đầu lấy rồi, bắt đầu phá, ăn đừng ăn phá. Chào tạm biệt các anh em đã xem kênh nha.